Xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ 30 trưa ngày 13 tháng 7 năm 2024. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần quý vị. Du khách lên khá là đông luôn. Hồi sáng giờ thấy xe cộ và nó là chật nít kẹt xe ở trung tâm. Bây giờ bà con mình cũng rút đi chơi bớt rồi ha. Đà Lạt ngày hôm qua và ngày hôm nay thì thời tiết xấu quý vị. Hôm qua thời tiết còn đẹp đẹp một chút, cho hôm nay là xấu hoắc luôn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ha. Với cái thời tiết như thế này nó có thể kéo dài trong vài ngày tới quý vị. Thậm chí là có thể mưa to nữa. Buổi sáng giờ là cứ mưa lắc rắc. Âm u. Trời gió và trời lạnh quý vị ha. Nói chung trời này thì bà con mình vẫn đi chơi được. Mưa tầm tã mà không đi được. Thường thường mà áp thấp nhiệt đới thì thời tiết nó như thế này, nhưng mà lại không mưa to. Không biết ở chiều nay hoặc là ngày mai nó có mưa to hay không. Đây là đường Bà Triệu ha. Đường Bà Triệu nó hiện tại bây giờ đang nâng cấp. Đang tiến hành nâng cấp rốt ráo cho xong trong tháng này của việc, cho tháng sau là mấy học sinh vào đi học rồi. Chạy thẳng lên trên là lên đường Trần Phú luôn ha. Mình quẹo trái vào con đường Phạm Ngũ Lão này, tới cái xăng Phạm Ngũ Lão đổ xăng nào quý vị. Đi lòng vòng hết xăng. Nói chung là xe mình chạy một ngày là bây giờ là 50-60 cây số, thậm chí có ngày chạy cả 100 cây số. Mình đi phải nói là như ngựa luôn quý vị ạ. Nói chung xe nó cũng lợi xăng quý vị. Cứ 100 cây là 2 lít xăng, trung bình là như vậy ha. Cứ 1 cây là có giá tầm chưa tới 500 đồng, nó rất là rẻ. Cho nên chi là nhiều lúc mình thích là mình đi phóng chạy thoải mái luôn. Rồi mình ghé vào đây đổ xăng ha. Xăng hiện tại bây giờ thì 1 lít A95 thì cũng tầm ở Đà Lạt này tầm khoảng 24.000 mấy trăm đồng đó quý vị. Sáng nay bà con đổ xăng đông quá trời. Đông quá quý vị ơi. Thôi mình đi rồi. Chờ trưa về đổ xăng xong được. Bây giờ thấy bà con mình cứ đứng xếp hàng đó, mất thời gian. Xăng 95 lít ngang qua thì 23.700 đồng. Một lít là nó hạ bưởng giờ rồi quý vị. Bưởng giờ là nó cứ hạ xuống. Có thời điểm nó lên tới 26-27 ngàn ấy. Hạ xuống như thế này thì những cái người mà đặc biệt là làm dịch vụ vận tải đó này kia đó thì cũng rất là mừng. Chứ cao quá bà con mình nhiều lúc chạy không có lãi. Mà nâng giá thành sản phẩm lên thì không cạnh tranh được. Đó, nó khổ vậy đó quý vị. Ra đây là con đường Lê Đại Hành ha. Đó, trời lúc hửng nắng lên lúc mưa. Nói chung những bà con mà đi chơi Đà Lạt mà thuê xe máy đi bằng mô tô thì cứ mang áo mưa hoặc là mặc sẵn áo mưa luôn quý vị. Nói chung như thế này thì mặc cái áo mưa tiện lợi là có thể chạy được rồi. Ra đây phương tiện khá là đông ha. Rồi mình quẹo vào con đường Nguyễn Thị Minh Khai này quý vị, vào chợ Đà Lạt cập nhật tình hình chốc ha. Tháng này là tháng cao điểm của mùa hè, nhưng mà cũng là tháng cao điểm của mưa bão luôn quý vị. Bắt đầu từ giữa tháng 7 này kéo dài tháng 8, tháng 9 luôn là cao điểm mưa bão đấy. Có nhiều lúc nó sẽ mưa tối mặt tối mày luôn.
Quý vị thấy ở ngoài miền Bắc hiện tại bây giờ mưa cũng rất là to, và sáng hôm nay thì nghe thông tin cũng rất là buồn khi mà một chiếc xe khách 16 chỗ hình như là ở Bắc Giang, Hà Giang gì đó bị đất đá sạt lở và vùi lấp. Hiện tại bây giờ xác định là có 5 người tử vong. Công tác cứu hộ cứu nạn người ta cũng đang rốt ráo triển khai. Mùa mưa bão này bà con mình di chuyển xe cộ ở những địa bàn miền núi thì cũng hết sức cẩn thận. Đặc biệt là đi qua những cái cung đèo dốc. Ví dụ như ở Lâm Đồng này đi qua những cái cung đèo Bảo Lộc hoặc là đèo Khánh Lê. Những cái khu vực đó thì khi mà mưa lớn á, thì cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất là cao. Đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai ha, dẫn thẳng vào chợ Đà Lạt ở trong kia. Buổi tối chợ đêm ở đây mới đông. Ngày mai là bà con mình tràn ra đây để mua sắm đồ, xong rồi chất lên xe đi về. Đó, tuần nào cũng như vậy hết. Dòng dòng vô chợ một cái rồi đi lòng vòng. Có nhiều anh chị đi Đà Lạt á, cũng nói là cung cách mời chào của Đà Lạt cũng khá là ok, với lại lịch sự. Người ta mời vui vẻ và không có hiện tượng chèo kéo, quý vị. Không có hiện tượng mà chèo kéo đeo bám liên tục làm cho người ta khó chịu ha. Ví dụ người ta lắc đầu không thì thôi, đó là người ta biết rồi. Vào đây là chợ trong này. Cho mình đến nhiều điểm du lịch, ví dụ ở Huế rồi chẳng hạn, có nhiều dịch vụ họ chèo kéo phải nói là rất là mạnh luôn. Họ đi theo mình miết vậy đó quý vị. Hết người này đi qua người khác đi vào mời mình miết, mình cảm thấy cũng rất là khó chịu luôn. Mình từ chối ngay từ đầu là biết rồi. Ví dụ như là ở quý vị mà đến với Huế thì quý vị sẽ thấy những cái đội ngũ mà xe thô, với lại đặc biệt là xe xích lô. Xe xích lô họ mời mình để chở vòng 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 đi chơi đó. Họ mời rất là nhiều, rất là dai. Không biết hiện nay thì tình hình đó nó được cải thiện hay chưa. Chợ Đà Lạt sáng nay đông đúc vui vẻ, mua bán tấp nập đó. Chợ búa là phải như vậy đó quý vị. Chứ còn chợ búa mà nó im ắng vắng hoe thì buồn lắm luôn. Bà con mình tranh thủ lựa đồ, những cái đồ mà người ta bán xả hàng khuyến mãi đó. Bột giặt rồi này kia tùm lum hết, nước rửa chay, nước rửa chén. Đường xa rất là chật chội luôn. Chiếc xe đó chỉ cần nhích tới một chút nữa là xe đi được. Nhưng cũng khá là chướng. Trước nó vướng rồi quý vị. Trước nó vướng. Xe cộ mà vào trong này bỏ hàng bỏ hóa rất là cực ha. Bắp, ngô, khoai lang ở dưới huyện lên đấy. Khoai lang Lâm Đồng này được mệnh danh là như khoai lang đặc sản ngon nữa quý vị. Đó, mưa gió ướt át chờ búa nhầy nhùa quý vị ha. Rồi dạo vòng cập nhật tình hình buôn bán sinh hoạt ở chợ Đà Lạt rồi bây giờ là chạy ra thôi quý vị. Chạy ra những tuyến phố khác ha. Hôm nay thấy mưa như thế này mình cũng không có đi ra vùng ven vô rừng vô rủ này kia. Đường xá lầy lội. Nhiều lúc sợ gió cây cối ngã đổ rất là nguy hiểm. Sạt lở nữa. Đó.
cứ hôm nào mà nắng lên là mình đi, và bà con mình cũng lưu ý mà thấy thời tiết xấu như thế này thì đừng có đi đến với những cái khu vực mà rừng rú ha. Xe cổ quá trời của đất. Ở bên này bà con mình bán bông này. Ở Đà Lạt này thấy đông đúc tấp nập vậy đó. Nhưng mà việc thuê mướn mặt bằng làm ăn trong thời buổi hiện nay nó cũng rất là khó khăn luôn. Chính vì vậy quý vị thấy người ta trả mặt bằng rất là nhiều, và người ta dán bảng cho thuê lên cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà người thuê phải nói là cũng rất là đắn đo, rất là sợ, rất là ngại trong cái thời điểm này. Chính vì vậy mà quý vị thấy là có nhiều mặt bằng đóng cửa dán bảng cả 1-2 năm nay nhưng mà vẫn im ỉm như vậy. Thậm chí người ta cũng có hạ giá xuống rồi đó quý vị. Hạ giá xuống rồi nhưng mà vẫn không có ai thuê đấy. Thời buổi hiện nay làm ăn phải gói ghém quý vị ạ. Bao nhiêu lần mình nói như vậy rồi. Đừng có ham hố. Mình nói ví dụ gặp có những cái trường hợp người ta thuê mặt bằng, người ta làm ăn một cái cơ sở nào đó, người ta gói ghém, người ta làm ăn vẫn được quý vị. Khách hàng vẫn đông đúc và người ta làm ăn phơi phới nhiều lúc vẫn được ha. Nhưng mà người ta thấy cơ sở của mình đang làm ăn được thì tự nhiên thấy nói mình có thương hiệu thôi, bây giờ là thuê thêm một cái mặt bằng nữa, hoành tráng hơn, mở ra cho nó đẹp hơn, to hơn. Đó là mở cơ sở 2 rồi quý vị. Và khi mở cơ sở 2 ra làm ăn không được. Làm ăn không được thì nó kéo quý vị ha. Cứ lấy cơ sở 1 có lãi bù qua cơ sở 2, nuôi cơ sở 2 để bù lỗ đấy. Và kéo lại chập nó thành ra tẩy huầy luôn. Rồi bể nợ xong rồi là dẹp tiệm luôn. Đó. Cho nên chị đừng có ham hố, làm to, gói ghém làm sao mà chăm sóc cơ sở của mình cho nó ngày càng tốt lên quý vị. Nhiều lúc rồi quý vị ha, khi mà chúng ta làm ăn gói ghém trong một cơ sở thì chất lượng dịch vụ rất là tốt, thức ăn rồi này kia rất là tốt. Nhưng mà mở cơ sở 2 ra một cái là tâm ra nhiều lúc cái khâu quản lý nó bị loãng và bỏ bê cái chất lượng dịch vụ đi. Ví dụ nó ăn uống rồi chẳng hạn, chất lượng ăn uống nó cũng không còn ngon lành. Rồi giá cả nó này kia, tùm lum hết rất là nhiều thứ. Và từ từ nó sẽ mất khách và đi xuống. Đấy, có những cái trường hợp như vậy đó quý vị. Và nhiều trường hợp cũng tự nhiên đang làm nhỏ. Thấy quán của mình nó bình dân làm bình thường như vậy, ham hố mở ra cho to cho oai, không phải cho to cho oai nhưng mà muốn bung ra cho nó hoành tráng hơn chút, nó tươm tất, nó ngon lành hơn chút. Nhưng mà cuối cùng là như là khi mà mở to ra thì lại không có khách, đẹp ra thì lại không có khách quý vị. Lên đây là khu Hòa Bình ha. Đó, đi vào trong kia là chợ lầu hiện tại bây giờ vẫn đang còn sửa chữa chưa xong đó quý vị, chắc vài hôm nữa. Rồi mình dạo vào con đường Nguyễn Văn Trỗi đi quý vị ha. Nguyễn Văn Trỗi xong rồi là về Nguyễn Lương Bằng. Ở bên này là bến xe Tùng Nghĩa, bến xe buýt rồi đó quý vị. Đường Nguyễn Văn Trỗi này là con đường Hàm Nghi năm xưa đó quý vị ha. Năm xưa bà con mình đi chợ Đà Lạt mà khi mà chưa mở con đường Trương Công Định đó, con đường Minh Mạng đó, thì bà con mình hay leo lên leo xuống cái dọc sông Lô này. Dọc sông Lô này thì mình đi rất là nhiều lần rồi, đi bộ, quay phim rồi. Mặt bằng mướn để làm ăn ở Đà Lạt này mà được một chút quý vị, vị trí được thì nó bèo bèo cũng 10 triệu trở lên, 10 đến 15 triệu trở lên quý vị ạ. Và để duy trì một cái cơ sở hoạt động tốt á, thì ngoài chi phí tiền mặt bằng ra là còn những chi phí nhân công, nhân viên, thuế má,
rồi những cái vấn đề là ví dụ là kinh doanh ăn uống này kia đó, thì những cái khâu mà quản lý về vệ sinh chất lượng an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, rất là nhiều khâu đó. Đó, nhà đóng cửa bán với lại cho thuê rất là nhiều. Đường này là đường một chiều quý vị. Có nhiều bà con mình chạy vào đường một chiều nhưng mà phóng ghê quá. Ai làm được với cơ sở của mình mà cảm thấy không lộ mà có ăn đó quý vị, thì nên gói ghém. Đừng nên bung ra, mở ra chi nhánh này, chi nhánh kia cho nó hoành tráng trong thời điểm này là nó dễ chết lắm quý vị ơi. Thời buổi giờ mà nó nói thiệt với quý vị, làm đủ ăn là ngon lành lắm rồi. Đừng có mơ làm giàu trong thời điểm này. Vì ở Đà Lạt này dịch vụ nó rất là đông quý vị. Đông rồi mà mình còn không gói ghém cái cơ sở của mình để nâng cao cái sức khỏe cạnh tranh, mà chúng ta cứ bung ra là chết. Nếu bung ra mà những người mà có tiềm lực đó quý vị, tiềm lực thì họ không sợ đâu. Chỉ làm lớn mà. Còn sức khỏe mình yếu, tài chính mình yếu, giống hôm vừa rồi mình nói về những cái vấn đề làm dịch vụ đó. Tài chính yếu, sức khỏe yếu, lực yếu mà thích làm lớn là chết. Cuộc sống này ai chả muốn mình hoành tráng lên quý vị, chả muốn mình là số 1 đó, hoặc là mình là số 2 thì không ai là số 1. Luôn luôn muốn mình phải hơn người ta ha. Thì như vậy thì nó mới có động lực để mà phấn đấu mà vươn lên quý vị. Nhưng mà phải đánh giá được cái tình hình. Đó, tới đây bên phía tay phải của chúng ta là chùa Linh Sơn. Những chị bán bánh, bán vé số. Xuống dưới này là con đường Phan Đình Phùng ha. Đó, xuống đây nếu như mà rẽ trái là về lại trung tâm rồi quý vị. Về lại ngã ba Việt Anh đấy. Còn chạy theo hướng này là chúng ta sẽ ra số 4 ha. Đang hè thì còn khách thấy lai rai vậy đó. Nhưng mà khi mà đến hết hè rồi là quý vị sẽ thấy cái cảnh là Đà Lạt nó vắng đó. Những cơ sở mạnh người ta thu bữa giờ là quá trời rồi, và đến mùa ế người ta vẫn khách vẫn đến lai rai, người ta sống được. Chứ còn mà những cơ sở của mình mà yếu yếu một chút là hơi bị mệt mỏi. Đây là đường Nguyễn Lương Bằng. Nếu chúng ta có tài nấu nướng ngon lành rồi quý vị, vào trong những cái khu dân cư mà nhiều người dân địa phương đó, nhiều người lao động đó,
thì chúng ta có thể mướn cái mặt bằng 8 triệu đến 10 triệu để làm những cái quán ăn. Ví dụ bán bún riêu, bún bò, mì Quảng, phở. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta nấu ngon và giá cả thì hợp lý. Giá cả buôn bán với người dân địa phương thì chúng ta có thể bán từ một tô 35 ngàn trở xuống. Đó. Và nếu như mà được họ tin dùng thì phải nói với quý vị chứ làm khá là bền. Đó, duy trì làm khá là bền. Đây là chung cư của Việt, chung cư Nguyễn Lương Bằng. Đà Lạt rất là nhiều những khu chung cư như thế này. Nó cứ thấp như vậy thôi. Ở cũng được thoải mái hơn là những cái chung cư mà nó cao mấy chục tầng trở với. Ở con đường Nguyễn Lương Bằng này hồi xưa có cái bánh mì chảo rất là nổi tiếng luôn. Biết bây giờ còn không? Ngõ được. Bánh mì chảo còn vị, còn mở đấy. Nhà đây nhà liền kề nhưng mà nó cũng rất là rộng rãi luôn quý vị. Ở quý vị người ta thấy người ta quy hoạch cái khu vực này cũng khá là rộng rãi luôn ha. Nhà nào cũng có cái khoảng sân ở trước và cái lề đường khá là rộng. Mặc dù là được mở rộng con đường này ra rồi đây. Đó. Nếu quy hoạch mới sau này là cần phải quy hoạch như vậy đó quý vị. Để sau này có nhu cầu mở rộng ra thì cũng có không gian để tiếp tục mở. Chứ còn cứ nhà cứ săn sát mặt đường sau này muốn mở rộng đường cũng rất là khó. Và không gian nhà cửa nhiều lúc muốn đậu xe đậu cổ buôn bán nó cũng rất là bất tiện quý vị. Có nhiều lúc hai vợ chồng của người ta bán đồ ăn sáng, người ta chỉ có bán buổi sáng đến 9 giờ là hết rồi quý vị. Và họ chỉ có làm cái việc đó thôi. Họ vẫn sống được, nuôi con ăn học ngon lành luôn. Mỗi buổi sáng họ gói, họ ship đi rồi họ bán bình dân một tô 30 ngàn thôi. Ở trên con đường Huyền Trang Công Chúa 30 ngàn thôi nhưng mà họ bán từ sáng sớm cho đến 8-9 giờ là hết rồi. Bán nhiều món, mì Quảng, hủ tiếu, rồi nuôi đó. Nuôi về hủ tiếu rồi quý vị, là người ta bán, người ta có thể dùng chung một nồi nước đó, cho nên chỉ là nấu hai món đó thôi. Và người ta bán mỗi buổi sáng là có thể kiếm được với số lượng là vài trăm tô. Một ngày hai vợ chồng có thể kiếm được 1 triệu. Xong rồi là bắt đầu đóng cửa nghỉ ngơi, đi chơi, rồi là đi mua hàng về làm hàng, rồi sáng mai bán tiếp. Đó, họ không bán lai ra cả ngày đâu quý vị. Và họ bán lúc nào cũng hết hàng. Chính vì vậy lúc nào cũng thấy ngon, rẻ mà ngon. Chứ còn mà bán mà còn hàng, nó cứ ê cái nồi nước lên rồi chúng ta bỏ tủ lạnh ngày mai bán tiếp. Thì như vậy khách họ ăn họ rất là tin ý. Và họ thấy cứ giờ ê như vậy là lần sau họ không ăn nữa. Mất khách từ và dẹp luôn. Đấy. À, mình thấy hình như là hai vợ chồng này người ta mặt bằng nhà quý vị, không phải thuê. Còn thuê á, thì chắc có lẽ người ta cũng phải duy trì tận dụng mặt bằng để bán cả ngày. Đó, nếu như mà có mặt bằng nhà mà buôn bán mà được đường chút nữa là ngon lành luôn quý vị ha. Bán được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, khỏi phải tính đến cái chuyện mà thuê mặt bằng hết chục 15 triệu cũng khá là nhức đầu ha. Đây là con đường Thông Thiên Học của Việt. Khu vực này là rất là nhiều sinh viên ở ha. Nói thật với quý vị, khi mà chúng ta làm ăn với người dân địa phương thì cũng không có nghĩ
không cần phải nghĩ đến những vấn đề mà mùa cao điểm hay là thấp điểm gì của du lịch đâu. Còn làm dịch vụ mà thiên về du lịch thì chúng ta cứ nghĩ đến mùa vụ, nghĩ đến mùa du lịch này kia cũng khá là nhức đầu đó. Vì đặc trưng của Đà Lạt du lịch nó cũng theo mùa vụ, mùa ế, mùa đắc, mùa cao điểm, mùa thấp điểm. Và trong tuần thì có ngày đầu tuần thì ế, mà cuối tuần thì có khách đó. Cứ trong ngóng theo cái đặc trưng của du lịch như vậy nó cũng thì cần phải hiểu cái đặc trưng mới làm được. Đây là đường Bùi Thị Xuân quý vị. Chúng ta đang hướng về ngã năm đại học ca. Dạo dạo như thế này rồi đi về đón con quý vị. Sáng nay chở con đi học múa. Nói chung là học liên tục. Học múa, học hè, này học kia. Một đứa con là chúng ta có thể chở nó đi học nhiều lúc nguyên cả ngày. Còn hai đứa thì quý vị có thể tưởng tượng là chạy xuôi chạy ngược. Giáo dục của Việt Nam mình hiện tại bây giờ là từ cấp tiểu học đến cấp 2, không biết cấp 3 có được miễn học phí hay không, nhưng mà cấp 1, cấp 2 là được miễn hoàn toàn học phí quý vị ha. Chúng ta chỉ đóng những cái khoản đóng hội phụ huynh rồi những tiền này tiền kia sơ sơ chút vậy thôi. Rồi về đây là con đường Đinh Tiên Hoàng. Đi hướng như thế này là hướng về trung tâm ha. Y tế ở Việt Nam cũng có miễn phí, nhưng mà miễn phí với ví dụ bệnh viện nhi đồ chẳng hạn quý vị. Những người nhỏ tuổi thì khi đến bệnh viện được khám chữa bệnh miễn phí quý vị ha. Ở Việt Nam mình mà muốn miễn phí nhiều thứ mà an sinh xã hội tốt giống như là những cái nước tư bản châu Âu hoặc là Mỹ thì đòi hỏi chúng ta phải đóng thuế rất là nặng. Quý vị thấy ở Mỹ với lại ở châu Âu có những người phải nói là đóng thuế, nghe đến đóng thuế không thôi là thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà bù lại thì được hưởng an sinh xã hội rất là tốt, điều kiện khám chữa bệnh, y tế rồi giáo dục này kia đó, cái gì nó cũng có qua có lại vậy đó quý vị. Chứ không phải là chúng ta không đóng thuế mà bắt nhà nước miễn phí cho chúng ta thì không có đâu. Còn ở Việt Nam mình thì đóng thuế nó cũng đang còn khá là nhẹ nhàng, và tương lai người ta sẽ nâng cái mức thuế lên dần để mà tiếp cận với những cái nước tư bản, ví dụ như là châu Âu và Mỹ rồi chẳng hạn. Đó, nếu như mà đóng thuế giống như bên Mỹ, bên châu Âu thì chúng ta sẽ hưởng được những cái an sinh xã hội, những cái dịch vụ công mà có thể đạt được chuẩn đẳng cấp giống như là những nước tiên tiến đó. Đấy, cái gì có qua có lại ha. Cái đó là mình là người dân nhưng mà mình vẫn hiểu được điều đó quý vị. Anh đóng góp nhiều thì người ta trích ra những cái khoản tiền như vậy để mà đưa vào quỹ an sinh xã hội để phục vụ ngược lại cho người dân vậy thôi. Và từ trong chung lại cũng đó cũng là tiền của chúng ta đóng vô đó quý vị. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video chạy vòng vòng để cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt, thời tiết cũng như là cuộc sống làm ăn buôn bán đồ này kia tùm lum hết quý vị. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình.
Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.